Xin chào các bác nhá. Hôm nay xin giới thiệu cho bác bộ khoan lăn treo cáp kiểu đặc biệt. Loại này thì cái không phải là dây C như bình thường nhá, mà loại này là người ta dùng cái gọi là hộp vuông hoặc là hình V ấy, V40-50 hoặc là hộp 50-50 để chạy trên cái hai cái cạnh của cái V hoặc là hai cạnh của cái hộp ấy. Đấy, các bạn nhìn này. Ở đây thì em có hai loại, thứ nhất là loại chạy trên V40-40 hoặc là V4 ấy, và một cái là chạy trên V5. Đấy. Thì đây là loại này, nó chạy trên V4 này. Đây, nó chạy như này. Đấy, cái V4 úp ngược xuống. Úp xuống, phải không? Rồi nó chạy trên hai cạnh V đấy. Ở dưới này là có thể treo cáp việt. Đấy, hoặc cáp tròn tùy các bác. Đấy, thì không chạy trên máng C nữa. Cái này rất tiện lợi nhá. Là dây C thì không cần dây C, mà chỉ cần V hoặc hộp các bác đặt lên là các bác có thể chạy được. Và V và hộp thì giá rẻ hơn với cái máng C rất nhiều. Cái này là chạy trên hộp 40 hoặc là V40 các bác. Loại này cũng thế này. Loại này cũng chạy trên V40 hoặc là hộp 40. Thì dày, nếu mà hộp dày hoặc V dày nó sẽ khỏe, nó cứng. Cái này thì có treo cái cáp thì nó có thể linh động hơn nhá. Đấy, linh động lắc lư, linh động hơn. Còn loại cuối cùng ở kiểu này thì nó là đây nè, đây. Đây chỗ treo trên C V5 nhá. V5 hoặc hộp 5 nhá các bác. Đấy. Đây. Hai cái này là V4 hoặc hộp 4 này, còn cái này là V5 hoặc hộp 5 này. Đấy, vòng bi cũng to hơn này, khỏe hơn này, treo nó nặng hơn này. Cái này là vòng bi, này vòng bi nhỏ hơn này. Đấy. Còn loại này là loại cũng là treo trên V4 và V5. Như đây, cái này là treo trên V4 này. Đây. Các bác, cái này các bác có thể treo bất cứ cái gì các bác treo vào đây. Đấy, này treo trên V4 hoặc là hộp 4 chưa. Đấy, khác với loại này chỉ treo cáp dẹt hoặc treo cái gì đấy, nhưng loại này linh động hơn thì các bác cần treo bất cứ cái gì lên vào cái tai này chưa. Này treo trên V4 hoặc hộp 4 nhé. Còn cái này mình treo trên V5 hoặc hộp 5 này, cứng cáp to hơn, bóng bí to hơn và thân cũng cứng cáp khỏe hơn, tai to hơn. Đấy, được chưa? Cái này là có cái ô van để điều chỉnh nhé. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu thì alo cho bên em nhé.